Hôm nay mình sẽ dẫn các bạn làm một cái thiệp dạng hình trái tim. Đối với dạng thiệp này thì chúng ta có thể sử dụng nó để làm thiệp chúc mừng sinh nhật dành tặng cho bạn bè người thân, hoặc chúng ta có thể dùng nó để làm thiệp chúc mừng ngày 20 tháng 11 để tặng cho thầy cô, hay các bạn có thể dùng nó để tặng người yêu, hoặc chúng ta có thể sử dụng nó như một món quà lưu niệm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành làm một cái thiệp hình trái tim nhé. Ta sẽ tạo ra một phần của tấm thiệp dạng hình trái tim như thế này. Mình chuẩn bị một tờ giấy A4 màu đỏ. Do cấu tạo của thiệp gồm 2 phần cho nên mình sẽ cắt cái tờ giấy A4 này ra thành 2 phần bằng nhau. Để làm được một phần thiệp dạng hình trái tim thì chúng ta chỉ cần một tờ giấy hình vuông, cho nên mình sẽ gấp phần trên của tờ giấy để cắt bỏ cái phần thừa ở dưới. Gấp 4 trục đối xứng lên trên tờ giấy. Các bạn lưu ý khi mình gấp cái trục ngang cuối cùng thì mình lật mặt sau của tờ giấy lên mình hãy gấp nha. Chọn ra một góc nhọn để chúng ta tạo dáng nửa hình trái tim. Và khi tạo dáng nửa hình trái tim, các bạn chú ý chúng ta vẽ bung ra gần sát miếng giấy để mình tận dụng hết cái khoảng rộng nhất có thể của tờ giấy. Mình sẽ copy cái trái tim đó qua hai cạnh còn lại. Do đặc thù cái nửa phần tấm thiệp của chúng ta chỉ có 3 hình trái tim, cho nên là cái cạnh thứ tư chúng ta giữ nguyên nó dạng hình vuông, không có cắt dạng hình trái tim nha các bạn. Thế là mình vừa làm xong nửa tấm thiệp dạng hình trái tim. Mình đã chuẩn bị sẵn một cái phần còn lại của tấm thiệp. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ chuẩn bị những cái vật trang trí cho tấm thiệp của mình. Mình sẽ dùng nó để làm món quà lưu niệm tặng cho nhỏ bạn thân của mình, cho nên mình đã chuẩn bị 3 tấm hình của hai đứa chụp hồi rất là trẻ. Bên cạnh đó mình còn chuẩn bị thêm một số mẫu đã được vẽ chữ trang trí, kết hợp với 3 hình trái tim. 3 hình trái tim này tí nữa mình sẽ trang trí mặt ngoài của thiệp. Việc tiếp theo là chúng ta sẽ dán những thứ này lên trên thiệp. Công đoạn dán là công đoạn đơn giản nhất đó các bạn. Thank you.
với thiệp dạng hình trái tim cũng khá là đơn giản phải không các bạn? Hy vọng nó sẽ là món quà thật ý nghĩa khi chúng ta làm nó để dành tặng cho bạn bè và người thân của mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy hay thì hãy cho một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở video sau.